Ayo, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của HelloShop. Lại là mình đây. Thì hôm nay không phải là một video review trên tay hay là một tin tức mới, mà hôm nay thì mình muốn ngồi lại nói chuyện với các bạn một xíu. Thì nói chuyện về chủ đề gì á. Thì hôm nay chúng ta hãy cùng nói chuyện về thói quen sử dụng MacBook của người dùng hay là cá nhân mình. Nhưng mà trước tiên thì intro đã nào. Đầu tiên thì nói về việc shut down máy đi ha. Thì cá nhân mình thường có thói quen là sau khi sử dụng xong thì chỉ cần gặp máy lại và không nhấn nút shut down. Vì sao á? Khi mà bạn nhấn nút shut down thì việc bạn sẽ phải mất một khoảng thời gian cho lần sử dụng tiếp theo. Thay vào đó, bạn chỉ cần nhấn nút sleep trên iMac hay là Mac Pro. Còn với MacBook, gặp màn hình lại là xong. Thì cơ chế sleep trên máy Mac rất là tốt, vì sau khi bạn gặp màn hình thì mọi hoạt động trên máy sẽ dừng lại. Và bạn có thể bỏ máy tính vào ba lô, tự tin bước ra ngoài mà không cần quan tâm tới chiếc máy của mình nữa. Ngoài ra thì mọi người cũng không cần phải lo lắng về việc máy mình sẽ bị hư ổ cứng khi di chuyển mà máy chưa sleep hoàn toàn. Hiện tại thì máy MacBook đã chuyển sang sử dụng SSD hết rồi. Từ tận những năm 2012, các bạn cứ gặp máy lại, bỏ vào ba lô và di chuyển. Máy Mac có độ mịn cao, bạn không phải shut down máy trong vài tháng sử dụng, sẽ không gặp phải vấn đề gì về hiệu năng cả. Khi mà bạn gặp một vấn đề rất nghiêm trọng thì mới phải shutdown máy mà thôi. Bạn cũng không cần phải ghi nhớ xem là bao lâu rồi mà mình chưa shutdown máy, cứ vô tư sử dụng mà thôi. Mình để ý thấy khá là nhiều, không chỉ người sử dụng Mac mà kể cả người sử dụng Win cũng lo lắng. Điều này là không cần thiết, vì hiện tại các máy tính bây giờ đều có khả năng tự động ngắt khi pin sạc đầy. Kể cả các máy tính giá rẻ thì có khả năng quản lý hiệu năng rất là tốt. Thường vấn đề cháy pin không dễ xảy ra. Máy tính laptop nói chung hay là máy tính MacBook nói riêng thì sẽ thường cháy pin trong khoảng từ 3 tới 4 năm sử dụng, nên anh em cũng đừng lo lắng. Thì tới khi mà mình cháy thì mình đem thay mà thôi. Cũng đừng quá bận tâm tới việc sạc pin như thế nào hay là cắm sạc thường xuyên thì máy có nhanh hư hay là không. Bỏ qua hết, cứ xài thoải mái, sạc khi bạn cần, và ngay cả khi máy còn 60-70% pin nhưng bạn lại phải chuẩn bị cho một chuyến công tác hay là một chuyến du lịch thì bạn cứ cắm sạc vào. Làm việc cho xong cái đã. Việc bạn bỏ ra một số tiền để đầu tư cho một chiếc máy là để phục vụ cho công việc, cứ dùng nó để kiếm tiền, phục vụ nhu cầu cá nhân. Mình rất hay sử dụng Spotlight để tìm kiếm ứng dụng. Spotlight là một tính năng tìm kiếm mà nó rất là hay và nó được tích hợp sẵn trên macOS. Khi mọi người cần mở một app nào đó, thay vì vào folder application rồi tìm kiếm app, mọi người cứ nhấn command cậu space có vài ký tự tên ứng dụng là xong. App sẽ xuất hiện và sẵn sàng để sử dụng. Cái này thì tương tự như bên iPhone khi bạn tìm kiếm app để mở. Nhờ có Spotlight, mọi người không cần phải suy nghĩ cũng như là nhớ app nằm ở đâu, cũng không cần phải pin quá nhiều app lên thanh dock hay là màn hình desktop. Ngoài ra, anh em có thể dùng Spotlight để tìm kiếm file, để thực hiện nhanh các bài tính toán, và bản thân mình còn hay dùng nó để tra từ điển. Lợi thế của mấy con MacBook là nó sẽ có phần trackpad to, vuốt rất là sướng. Thì các bạn hãy nhớ tận dụng nó thật nhiều nhé. Theo quan điểm cá nhân của mình thì hiện tại trackpad của MacBook là số 1 so với những con laptop đang bán trên thị trường. Thao tác vuốt của MacBook là một trong những cái gọi là thần thánh nhất, vì nó giúp bạn làm việc nhanh hơn, tiện hơn, ít phải ngừng việc hiện tại để làm mấy cái thao tác không cần thiết. Như mình đang thiết lập vuốt 3 ngón từ trackpad lên để xem các ứng dụng đang mở. Vuốt sang trái trackpad khi lướt web rất là tiện. Anh em có thể thiết lập thao tác cảm ứng bằng cách vào System Preference Trackpad. Trong đây có nhiều thứ để mọi người set. Cái bên đó có hình minh họa cho bạn biết luôn được cách dùng. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ với các bạn những thói quen của cá nhân mình và những thứ trên macOS mà mình cảm thấy ấn tượng và hay ho nhất. Các bạn thường có thói quen sử dụng MacBook như thế nào? Hãy để lại phía dưới phần comment cho mình được biết với nhé. Nếu các bạn thấy video của mình hay cũng như là bổ ích thì đừng quên để lại một like cũng như là một subscribe cho kênh của bọn mình. Và mình là Két, đến từ HelloShop. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. See ya!